Hello. Hello mọi người. Thôi bỏ quá đi, bỏ quá cho gọi là streamer lâu lâu rồi mới lên stream đi anh em. Sau này mà chị nhợt nhạt thế á, tại chị nghèo á em. Gấp chăn á, thì từ từ ta gấp. Rồi đó, gấp rồi đó. Ở nhà, gấp ở nhà. Hôm nay tôi tỉnh dậy, tôi nấu cơm, tôi xách hai cái tô cơm sang cho ảnh ăn. Nhưng mà ảnh không quan tâm, ảnh đang xúc miếng cơm mà phát cơ có mạng là ổng luôn. Xong tôi kiểu, ôi cái bát cơm tội nghiệp của tôi. Cái bát cơm tội nghiệp tôi đã dành thời gian ra tôi nấu. Tệ, quá là tệ. À nói đến cái này mới nhớ thì chắc phải mét. Tôi phải mét mấy bạn, tôi không thể tin được. Tôi không thể tin được nha. Tôi vô phần Maidora tin tức. Đó, Maidora tin tức ha. Đây kênh 14 nha, kênh 14 là bên bên yêu thương của tôi nha. Tôi rất là gọi là thương yêu kênh 14 nha. Đây cái đoạn trên này mình không có nói tới ha. Một MC Maidora, nữ MC quen thuộc với người hâm mộ Amy hiện tại, một lần nữa chứng tỏ sự năng động, sáng tạo và sức hút của mình thông qua bộ ảnh cosplay của Gwen thật. Coi như đây là một lời khen, tôi cũng rất là vui. Cô nàng trong game sở hữu thân hình quên. Để tôi đọc lại giọng MC của mình. Búp bê ước nguyện là tướng pháp sư đấu sĩ có độ nhận diện gắn liền với màu sắc xanh dương. Cô nàng trong game sở hữu thân hình thon gọn, các hình ảnh cosplay được cô chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Sau nghe đoạn này nó hơi nghe giống như phốt vậy đấy mấy bạn, nghe giống như phốt vậy đấy. Nhưng mà đúng là lúc mà tôi đăng cái này lên thì mọi người cũng ủng hộ tôi thiệt. Vẻ đẹp không chỉ dừng lại ở việc tái hiện chân thực những đặc điểm của Gwen, mà còn ở chính sự tinh tế và sáng tạo trong việc thêm vào những nét riêng biệt táo bạo hơn. Đó cũng là một trong những lý do Mai hơn hẳn bản gốc và được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Dù đã là hoa có chủ nhưng Maidora vẫn duy trì được một lượng fan ruột, phần lớn nhờ tính cách lầy lội hài hước. Ủa? Làm sao? Mấy má trêu tôi quá, giờ lên báo luôn nè. Trời ơi, giờ sao đây? Giờ cả nước biết hết rồi. Sao lại hài hước lầy lội là như nào? Maidora là MC á? Tôi tưởng là diễn viên hài kiêm bà chủ kênh thuyền trưởng hang T1. Thôi đọc tiếp nha. Phần còn lại nhờ vẻ đẹp nổi bật. Gương mặt ưa nhìn cùng đường cong bốc lửa đã nhanh chóng khiến Maidora thành cái tên được tìm kiếm nhiều trong giới game thủ như hiện tại. Có này thiệt không? Hôm nay tôi sẽ xin được quyết định là từ ngày hôm nay tôi sẽ không còn sự hầy chúa nữa. Tôi sẽ không còn gây đến sự hiểu lầm hoang mang cho cộng đồng mạng nữa. Từ ngày hôm nay tôi sẽ trở thành một MC nghiêm túc, nghiêm chỉnh, chững chạc. Bắt đầu từ giây phút này nha, bây giờ là 22h37 phút ngày 10 tháng 5 năm 2024. Bắt đầu chững chạc. Chững chạc nha. Hôm nay chị không mặc quần suối stream nữa à? Không em ạ. À. Chị hiện tại đã là một người chững chạc. Chị đã là một người phụ nữ đã có chồng. Chị không mặc quần suối nữa. Tôi đoán bà này chững chạc được tầm 4 đến 5 giây là lại hề chúa và mở siêu quần chuối. Các bạn làm như vậy là các bạn coi thường tôi. Không có một cái quần chuối nào ở đây. Vừa nói xong quay sang bên phải thấy cái quần cam mấy mắt. Nó có sách mà có trứng nè. Để lấy cho coi. Tôi quay sang bên phải cái tôi thấy nè. Cái quần này là cái quần này tôi mua cho chồng tôi các bạn ạ. Em xin lỗi chồng. Có cái này khoe. Có cái này khoe. Đợi đi. Hôm nay mới đi giặt đồ về để khoe cho anh em. Hôm nay tôi mới đi giặt đồ cho chồng. Đây là quần cây dừa. Đây. Quần Superman. Chồng tôi thích nhất là cái quần này. Mặc rất thoải mái. Được. Quần Superman. Tính là cái quần này tôi mua cho chồng tôi mà mặc hơi bị đã nha anh em nha. Hơi bị gọi là co giãn đồ các kiểu. Hợp lý. Gái ơi, như này là mình nghiêm túc chưa vậy gái? Nghiêm túc mà. Tôi rất nghiêm túc để có thể giới thiệu với mọi người về cái quần mà tôi mua cho chồng tôi đó. Còn cái này là quần hình kem. À không, nó không phải kem. Nó là quần chấm bi. Tôi đã mua quần chấm bi cho chồng. Không hiểu sao nhưng mà chồng tôi khoái lắm. Mặc rất là đã. Trời ơi, quần tao nói là quần xong rồi convert. Đó, thấy không? Convert. On star.
quá đẹp, quá đỉnh. Trời, tôi chưa thấy ai thương chồng tôi như là tôi hết trơn. Hết chưa ta? Trong này còn lại toàn đồ bình thường hả? Còn nhiều quần lắm. Nhưng mà đang cất rồi. Quần anh Tùng mà sao chị biết mặc sướng như co giãn? Tại vì tôi có lụm ở trong đó tầm 2-3 cái tôi mặc. Chồng tôi còn có cả quần quần Batman nữa. Tôi mua cho chồng tôi quần Batman nè. À, có cả quần ông già Noel nữa. Để sau này hữu duyên hoan hỷ đi ha. Hữu duyên hoan hỷ tôi chia sẻ cho anh em xem. Chị tặng em một nụ hôn đi chị.